Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của thành phố Bảo Lộc. Chương trình thời sự hôm nay gồm những nội dung đáng chú ý như sau. Hội nông dân tỉnh Lâm Đồng làm việc với thành phố Bảo Lộc về giám sát chương trình hỗ trợ chuyển đổi giống cây trồng. Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc tiếp tục tích cực triển khai các biện pháp ngăn chặn nguy cơ dịch xâm nhập vào địa bàn. Từ năm 2016 đến nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên thành phố đã vận động xây dựng được trên 8 tỷ đồng quỹ ngày vì người nghèo. Thành phố có 50 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phần cuối chương trình xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Triệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc về 3 nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tại hội trường A, đoàn công tác của Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc, các ngành chức năng liên quan và các địa phương về kết quả thực hiện chương trình hỗ trợ chuyển đổi giống cây trồng trên địa bàn theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh. Với tổng kinh phí đã giải ngân hơn 3.150 tỷ đồng, trong đó thành phố Bảo Lộc đã hỗ trợ người dân chuyển đổi được khoảng 95 hectare cây trồng, với tổng kinh phí khoảng 230 triệu đồng. Các giống cây trồng được hỗ trợ theo đề án chủ yếu là sầu riêng, măng cụt, bơ ghét và mít nghệ. Thông qua chương trình hỗ trợ và các nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác đã và đang giúp ngành nông nghiệp trên địa bàn thành phố Bảo Lộc chuyển dần theo hướng tập trung, thâm canh các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao, từ đó làm thay đổi phương thức canh tác của người nông dân, nâng cao năng suất, chất lượng các loại cây trồng mang đặc trưng riêng của địa phương. Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Bảo Lộc, các ngành chức năng và các xã phường trên địa bàn đã đóng góp ý kiến, kiến nghị, phản ánh những vướng mắc, khó khăn trong việc triển khai chương trình hỗ trợ chuyển đổi giống cây trồng trên địa bàn. Ông Phan Văn Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc kiến nghị, để công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với tình hình thực tế và mang lại hiệu quả kinh tế cao, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cần xem xét mở rộng, đa dạng hóa các loại giống cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của từng địa phương. Các sở ngành của tỉnh cần chủ động xây dựng kế hoạch giải ngân, cung ứng nguồn giống hỗ trợ đúng thời vụ, bổ sung thêm nguồn kinh phí và tăng cường kiểm tra chất lượng các loại giống cây trồng trước khi hỗ trợ cho người nông dân. Tại buổi làm việc, đoàn công tác Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng đã tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của chính quyền địa phương và các ngành chức năng thành phố Bảo Lộc. Căn cứ Điều 74 Luật Quản lý thuế và tình hình chấp hành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp, đồng thời để đảm bảo thực hiện đúng pháp luật về thuế, Chi cục thuế khu vực Bảo Lộc, Bảo Lâm ban hành thông báo số 720 trên CCT KTR2 ngày 17 tháng 8 năm 2020, công khai thông tin người nộp thuế chây ì, không nộp thuế đúng hạn, không thực hiện các yêu cầu của cơ quan quản lý thuế theo quy định của pháp luật. Theo đó, tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2020, có 43 đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm nợ thuế với tổng số tiền chậm thuế là 29 tỷ 436 triệu đồng. Trong đó, 19 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Bảo Lộc nợ 5 tỷ 605 triệu đồng. 24 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Bảo Lâm nợ 23 tỷ 831 triệu đồng. Số tiền thuế, tiền chậm nộp còn nợ ít nhất là 13 triệu, nhiều nhất là 6 tỷ 809 triệu đồng. Được biết đây là các trường hợp đã được cơ quan thuế áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ động, cưỡng chế nợ thuế theo luật quản lý thuế nhưng người nộp thuế vẫn chây ì, dây dưa không nộp thuế đúng thời hạn vào ngân sách nhà nước. Ngày 18 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tiếp tục ban hành công văn số 6890 yêu cầu các sở ban ngành của tỉnh, các huyện, thành phố, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch COVID-19. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành của tỉnh, các huyện, thành phố, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ kịp thời các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, không được chủ quan, quyết không để dịch xâm nhập vào địa bàn. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao trách nhiệm cụ thể cho từng sở ngành địa phương, trong đó Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố triển khai các biện pháp nghiệp vụ phòng chống dịch hiệu quả. Sở Kế hoạch Đầu tư phối hợp với sở ngành liên quan và địa phương thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa chống dịch hiệu quả, vừa không để đứt gãy các hoạt động phát triển kinh tế. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, trong đó có thành phố Bảo Lộc chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn, tiếp tục thành lập các tổ công tác đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng để phát hiện các ca nghi nhiễm, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Các địa phương cần tính toán căn cơ việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp để không tác động xấu đến sự phát triển kinh tế xã hội.
Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc đã ban hành công văn số 1730 yêu cầu các cơ quan, đơn vị sự nghiệp triển khai các biện pháp, tiếp tục tích cực triển khai các biện pháp ngăn chặn nguy cơ dịch xâm nhập vào địa bàn. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban Nhân dân các phường xã căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động phân công thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Duy trì chế độ báo động đỏ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng cho mọi tình huống chống dịch để kịp thời ngăn chặn, hạn chế thấp nhất nguy cơ dịch xâm nhập vào địa bàn thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu mọi người dân cần nghiêm túc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế tập trung đông người không cần thiết, đảm bảo cung ứng kịp thời đầy đủ khẩu trang cho nhân dân, khuyến cáo người dân khai báo y tế điện tử tự nguyện. Tăng cường kiểm tra rà soát việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch, xử lý nghiêm các tổ chức đơn vị, cá nhân, lơ là vi phạm về quy định phòng chống dịch như không cách ly, không đeo khẩu trang nơi công cộng, không khai báo y tế khi trở về từ vùng dịch. Người đứng đầu cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm về việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp chống dịch tại cơ quan đơn vị. Phòng Kinh tế, Phòng Y tế phối hợp với các cơ quan liên quan, tăng cường kiểm tra việc mua bán khẩu trang, vật tư, trang thiết bị y tế, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp mua bán hàng giả, hàng kém chất lượng theo quy định. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của thành phố Bảo Lộc. Tiếp theo sau đây sẽ là một số nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế khuyến khích người dân áp dụng công thức dinh dưỡng 4-5-1 vào bữa ăn hàng ngày cùng với việc tăng cường vận động và giữ gìn vệ sinh cá nhân để mỗi người sẽ là một lá chắn thép vững chắc trong công cuộc chiến đấu với COVID-19. Công thức 4-5-1, tăng cường sức khỏe trong mùa dịch, cân bằng dinh dưỡng là chìa khóa để tăng cường sức đề kháng, chế độ ăn cân đối 4 yếu tố, cân đối giữa 3 nhóm chất sinh năng lượng trong chế độ ăn bao gồm carbohydrate, protein, lipid. Cân đối về protein giữa đạm động vật và thực vật, cân đối về lipid giữa lipid động vật và lipid thực vật, cân đối về vitamin và khoáng chất. Có ít nhất 5 nhóm trong 8 nhóm thực phẩm là nhóm lương thực, gạo, bột mì, nhóm hạt các loại, nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa, nhóm thịt các loại, cá và hải sản, nhóm trứng và các sản phẩm từ trứng, nhóm củ quả màu vàng, da cam, rau xanh thẫm, nhóm rau củ quả khác, nhóm dầu ăn, mỡ các loại. Dinh dưỡng một ngày phải cân đối an toàn. Một bữa ăn hoặc dinh dưỡng trong một ngày cần sự hài hòa giữa các nhóm chất và thực phẩm, kết hợp lựa chọn thực phẩm an toàn, kể cả tươi sống và thực phẩm công nghiệp. Lưu ý khi lựa chọn thực phẩm công nghiệp phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Chọn thực phẩm có công bố chất lượng đầy đủ, đọc kỹ thông tin về giá trị dinh dưỡng của thực phẩm trên bao bì. Chọn sản phẩm có bao bì rõ thông tin thành phần nguyên liệu và hạn sử dụng, quy trình sản xuất minh bạch, đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy vậy, người tiêu dùng không nên tích trữ nhiều để luôn sử dụng được sản phẩm tươi mới. Bên cạnh đó, vận động thường xuyên tại nhà cũng giúp ta phòng bệnh hiệu quả. Chỉ cần 30 phút mỗi ngày bằng bất cứ cách nào bạn thích, nhún nhảy theo các bài hát yêu thích, tích cực lên xuống cầu thang hay yoga nhẹ nhàng cũng tốt, hoặc đốt mỡ thừa nhiều hơn với các bài tập cùng tạ nặng. Từ năm 2016 đến nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn thành phố Bảo Lộc đã chủ động đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động, nhằm phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn thành phố đã làm tốt vai trò cầu nối giữa nhân dân với đảng và chính quyền. Một trong những kết quả nổi bật thể hiện vai trò cầu nối giữa nhân dân với đảng mà Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố Bảo Lộc và các tổ chức thành viên đã đạt được chính là cuộc vận động vì người nghèo và thực hiện chương trình an sinh xã hội. Theo đó, tính từ năm 2016 đến nay, Ban vận động Quỹ vì người nghèo thành phố và các phường xã đã vận động được trên 8 tỷ đồng. Các ban vận động đã tổ chức giải ngân xây dựng 177 căn nhà đại đoàn kết, trao tặng người nghèo tại các xã phường trị giá trên 5 tỷ đồng, sửa chữa 46 căn nhà với hơn 290 triệu đồng cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc thành phố còn hỗ trợ các huyện Bảo Lâm, Đạ Hoai, Đạ Tẻ và Cát Tiên số tiền 420 triệu đồng để thực hiện công tác giảm nghèo nhanh, bền vững. 5 năm qua, từ 2015 đến 2020, Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố Bảo Lộc đã phát huy vai trò định hướng, đề ra các nghị quyết phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết chuyên đề, làm tốt công tác giám sát, nâng cao trách nhiệm của đại biểu Hội đồng Nhân dân, tiếp thu những ý kiến kiến nghị của cử tri, giải quyết đơn thư khiếu nại, chất lượng của đại biểu và hoạt động của các đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp,
có bước cải thiện đáng kể cả về nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn cũng như khả năng nắm bắt tình hình, tiếp nhận xử lý thông tin và phản hồi đến nhân dân. Việc chất vấn tại các kỳ họp hội đồng đều được cơ quan chức năng trả lời nghiêm túc, những sai sót đều được tiếp thu sửa chữa. Việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng và kiến nghị chính đáng của nhân dân đã được Hội đồng Nhân dân các cấp quan tâm kiến nghị, yêu cầu chính quyền cơ quan chức năng liên quan xem xét giải quyết. Bước đầu đã đạt kết quả tốt, hạn chế phát sinh những vấn đề bức xúc của nhân dân. Từ năm 2019 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bảo Lộc và Ủy ban Mặt trận các xã phường đã tuyên truyền vận động người dân và các nhà hảo tâm đóng góp xây dựng quỹ ngày vì người nghèo của thành phố. Qua đó, thành phố đã hỗ trợ xây dựng 45 căn nhà đại đoàn kết tại các xã phường với tổng số tiền trị giá gần 3 tỷ đồng. Trong đó, chỉ tính riêng 7 tháng đầu năm 2020, Ủy ban Mặt trận thành phố và các xã phường đã hỗ trợ xây dựng 12 căn nhà đại đoàn kết trị giá hơn 700 triệu đồng. Cùng với việc hỗ trợ các hộ nghèo xây dựng nhà ở ổn định đời sống, Ủy ban Mặt trận thành phố còn cùng các xã phường và các tổ chức thành viên tiếp tục xây dựng các mô hình kinh tế để thoát nghèo, cũng như đẩy mạnh hoạt động vận động đóng góp xây dựng quỹ ngày vì người nghèo trên địa bàn từ nay đến cuối năm. Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hiện trên địa bàn thành phố Bảo Lộc đã có 50 mô hình giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường được xây dựng hoạt động hiệu quả. Có thể kể đến các mô hình đường làng ngõ xóm xanh, sáng, sạch đẹp, con đường không rác ở Lộc Nga, mô hình sáng, xanh, sạch đẹp ở phường Lộc Tiến và mô hình camera an ninh ở tất cả các phường trung tâm trên địa bàn thành phố. Mô hình giáo xứ không có người phạm tội. Đến nay, toàn thành phố Bảo Lộc có 165 khu dân cư ký cam kết xây dựng khu dân cư đảm bảo an ninh trật tự, khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội và khu dân cư đảm bảo an toàn giao thông, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Các mô hình giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương và làm mô hình tiêu biểu đang được công an thành phố nhân rộng tại các xã phường trên địa bàn trong thời gian sắp tới. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bảo Lộc lần thứ 6 nhiệm kỳ 2020-2025 đã khép lại. 41 đồng chí đã được các đại biểu tham dự đại hội tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 6 để lãnh đạo, điều hành các hoạt động chung của thành phố trong nhiệm kỳ mới. Đại hội cũng đã ban hành nghị quyết phát triển kinh tế xã hội của thành phố với nhiều chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội cao hơn so với nhiệm kỳ trước. Trong đó có nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của thành phố cần phải đạt được, phải hoàn thành trong nhiệm kỳ. Và chia sẻ về những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Nguyễn Văn Triệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư thành phố Bảo Lộc cho biết. Phương hướng cho 2020-2025 đó là xác định phát triển Bảo Lộc thành đô thị loại 2 vào giữa năm 2025. Cho nên cái đảm bảo tiêu chí này thì chúng ta phải thu hút đầu tư. Thu hút đầu tư là chủ yếu làm sao để thu hút đầu tư vào để duy trì được cái cảnh quan đô thị của Bảo Lộc, duy trì được sự phát triển chung và giữ gìn được cái môi trường xanh, sạch đẹp. Để đảm bảo được là cái yếu tố rằng đặc thù Bảo Lộc đó là thời tiết khí hậu, giữ được cái niềm tin và cái niềm yêu mến của quan khách cả thế giới, không riêng gì là khu vực hay là trong nước, để làm sao chúng ta thúc đẩy thu hút đầu tư. Thì trong đó chúng tôi nhấn mạnh mấy cái dự án lớn. Một là tiếp tục thực hiện thật tốt các cái chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm nhiều năm qua để phục vụ cho thành phố này đạt được các cái tiêu chí đó. Thứ hai là thu hút cho được các cái nhà đầu tư lớn, đầu tư chiến lược để khôi phục lại mấy cái việc. Một ấy, là giữ gìn cái cảnh quan, khôi phục lại các cái cảnh quan thiên nhiên, trong đó có cả về nền văn hóa chung, văn hóa Tây Nguyên, văn hóa người Bảo Lộc, văn hóa bản địa, vân vân. Thứ hai là những cái công trình cụ thể, ví dụ như sân bay Lộc Phát hiện nay chúng ta còn trong quy hoạch 100 hecta, mà trong hiện nay vẫn còn nguyên cái đường băng sân bay, chúng ta đã quản lý đất quốc phòng khoảng 50 hecta, thì nếu như khôi phục được cái sân bay này để khai thác được tỉnh đồng ý, được chính phủ, được quốc hội đồng ý thì chắc chắn không phải nó chỉ lợi riêng cho Bảo Lộc mà lợi cho cả khu vực, cả tỉnh này. Cái thứ hai nữa là cái phát huy được cái núi Sa Bung. Đây là một trong núi có di tích lịch sử. Quân và dân ta là cũng, đồng bào ta là cũng dựa vào núi Sa Bung này để làm rất nhiều việc, trong đó có chiến thắng quân thù, bảo
vệ rừng, bảo vệ khoáng sản, thì chúng ta phát huy khu vực này để làm du lịch. Những cái du lịch này lại gắn với quốc phòng an ninh, du lịch này lại gắn với lại đảm bảo giữ gìn cảnh quan và văn hóa, kể cả con người Bảo Lộc nữa. Cái thứ ba là vẫn tiếp tục thực hiện các cái dự án sân golf đấy, để cho đón các cái khách quốc tế, những cái thượng khách người ta đi du lịch, người ta phải có những cái bộ môn thể thao thích ứng. Cái thứ ba là phải khơi lại những cảnh quan đô thị, dòng sông, dòng suối, tránh từ cái trường hợp là dòng sông, suối bị tắc nghẽn, lũ lụt như Đại Lào, Lộc Châu hay ở cái suối Hà Giang, thì chúng ta bây giờ ta khơi thông ra để giữ những cảnh quan đô thị cũng là du lịch luôn. Nhiệm kỳ này chúng ta không làm được, chúng ta cũng phải khởi động để tiếp tục nhiệm kỳ sau ta làm. Nhiệm kỳ này chúng ta chưa đủ cơ sở vật chất, chưa đủ để ngân sách để làm, thì nhiệm vụ tiếp theo các khóa khác ta làm, nhưng chúng ta phải khởi động. Thì đấy là những cái mà chúng tôi trong nghị quyết cũng đưa ra để làm sao đó phải bàn bạc khởi động cho được, khởi động cho được và quyết tâm cho được. Những cái việc gì thuộc thẩm quyền thành phố là phải làm hết mình để làm, những cái việc gì thuộc thẩm quyền của tỉnh, của trung ương là phải thiết tha đề xuất, đề nghị tỉnh và trung ương chấp nhận. Rất nhiều cái lợi thứ nhất ta giữ được, không phá vỡ cảnh quan, giữ được môi trường, lợi thứ hai sẽ phát triển kinh tế. Và lợi thứ ba nó chính là đạt được các cái tiêu chí thành phố Bảo Lộc, tiêu chí đô thị loại 2, thậm chí lên loại 1 trong tương lai. Và thứ ba là cái hệ thống nhà hàng, khách sạn nó phải nâng cấp lên. Chúng ta đã xác định du lịch, xác định là giữ gìn môi trường, thì hệ thống dịch vụ phục vụ nhà hàng, khách sạn, vui chơi, giải trí để cho khách quan khách tứ phương, thập phương, thế giới ta về, thì chúng ta là phải kêu gọi đầu tư. Đó, nội lực ta có rồi, thì đầu tư phải có cái nhà đầu tư chiến lược về nhà hàng, khách sạn, về du lịch, về nơi vui chơi giải trí, để làm sao đó các cái chân kiềng đó nó phải vững, nó đều, thì chắc chắn là tôi cho rằng nó phát huy được. Và cái cuối cùng đó là để tiếp tục chỉ đạo xây dựng cái kết cấu hạ tầng kỹ thuật chi tiết điện đường trường trạm phù hợp với quy hoạch, đảm bảo cho được cái trật tự đô thị, mỹ quan đô thị, trật tự môi trường, để làm sao đó mà đạt được cái ước nguyện của nhân dân cũng như của đại hội. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của thành phố Bảo Lộc xin được kết thúc tại đây. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.